biệt. Hà Đan rất hy vọng quý vị sẽ có những giây phút thật thư giãn và thoải mái cùng với chúng tôi. Và quý vị cũng đừng quên bấm nút đăng ký kênh và chuông thông báo để có thể cập nhật được những thông tin mới nhất hàng ngày. Và bây giờ thì mời quý vị hãy cùng đến với những tin tức nóng hổi nhất trong ngày hôm nay. Ngọc Lan vừa chút có tình mới, Thanh Bình đã xưng vợ chồng ngọt xớt với gái lạ. Mới ly hôn, được vợ cũ mong có người mới để bầu bạn, Thanh Bình đã có động thái mới nhất khiến cộng đồng mạng xôn xao khi xưng vợ chồng với gái lạ. Mới đây trên trang cá nhân của Thanh Bình đăng tải vài dòng tâm sự về chia sẻ cô đơn một mình trong căn phòng giữa lúc ở nhà tránh dịch. Bởi có lẽ theo nam diễn viên chia sẻ thì thời gian gần đây do bận nhiều công việc nên không có thời gian gặp và chăm sóc cậu quý tử lưu yêu. Mấy tháng nay dịch bệnh vì Bình còn phải làm dứt điểm một số việc nên không thể gặp lưu yêu. Mặc dù Bình nhớ con lắm, có thể trong mắt nhiều người Bình là người xấu nhưng không sao, Bình hiểu và cảm thấy bản thân mình sống không sai với lương tâm của mình. Còn nếu Bình có sai với ai thì Bình cũng sẽ xin lỗi. Xin lỗi và cảm ơn là hai từ Bình hay nói nhất. Viết vu vơ vài dòng khi phải ở một mình trong một thời gian cũng khá dài. Và có thể sẽ còn rất dài nữa. Ba nhớ rất nhớ và xin lỗi con, lưu yêu của ba, Thanh Bình viết. Vì vợ chồng đã ly hôn nên lưu yêu được bố mẹ thay phiên nhau chăm sóc. Đoạn tâm sự của nam diễn viên cho thấy rằng tình yêu thương tâm tư gửi đến cậu con trai. Nhiều người hâm mộ cho rằng hiện tại cậu quý tử đang được Ngọc Lan chăm sóc mà lại đang dịch bệnh nên Thanh Bình khó có thể gặp con. Dù đã đường ai nấy đi được một thời gian nhưng Ngọc Lan Thanh Bình vẫn quyết định làm bạn và cùng chia sẻ việc nuôi nấng lưu yêu. Đoạn hội thoại giữa Thanh Bình và cô gái lạ xưng vợ chồng ngọt xớt khiến cộng đồng mạng xôn xao. Ok ok giỏi nè, qua dịch lên xin cà và rau chứ không ăn thịt được không Bình Bình. Thanh Bình, cà thì chiều nay em mới cắt trụi lỗ rồi. Đợi đợt quả mới em ship qua cho chị à, không vợ chứ hi hi. Dạ dạ cảm ơn ông chồng đảm đang. Bên cạnh đó, điều khiến cộng đồng mạng xôn xao đó chính là đoạn hội thoại dưới phần bình luận trong bài đăng của nam diễn viên. Cụ thể Thanh Bình thản nhiên công khai xưng vợ chồng với người con gái lạ. Đây có lẽ là động thái mới nhất của nam diễn viên sau khi được vợ cũ Ngọc Lan khuyên nên có tình mới. Nhiều người đồn đoán rằng cô gái được anh gọi là vợ chính là bạn gái mới của nam diễn viên sau thời gian đã dứt tình với vợ cũ. Trước đây Ngọc Lan gây tranh cãi khi chúc Thanh Bình sớm có vợ mới. Bên cạnh những ý kiến cho rằng Thanh Bình đã có tình mới, thì một số khác lại nói đây chỉ là bạn bè đùa vui nhau mà thôi. Tuy nhiên tất cả chỉ là sự đồn đoán của người hâm mộ. Phía chồng cũ Ngọc Lan ngay lập tức đã ẩn bình luận này và chưa có động thái gì thêm. Dù đã đường ai nấy đi nhưng người hâm mộ vẫn mong Ngọc Lan Thanh Bình có thể nói lại tình xưa. Vốn được biết đến là cặp đôi được nhiều người mến mộ. Vì vậy, việc Thanh Bình Ngọc Lan đường ai nấy đi vẫn luôn khiến fan hối tiếc và mong ngóng cả hai sẽ gương vỡ lại lành. Chúc mừng sinh nhật con gái Ốc Thanh Vân tuổi thân khi nhắc đến con gái Mai Phương. Sau những ồn ào liên quan đến mẹ ruột của diễn viên Mai Phương, vợ chồng Ốc Thanh Vân quay trở lại cuộc sống thường ngày của mình. Tuy nhiên, cô vẫn không khỏi xót xa khi nhắc đến bé La Vi. Thời gian vừa qua, sự việc mẹ ruột của diễn viên Mai Phương bị nhiều nghệ sĩ lên án, thậm chí còn tố bà tra tấn tinh thần con gái những ngày cuối đời, khiến dư luận dậy sóng. Tuy nhiên, sau nhiều ngày tranh cãi, trong cuộc bày tỏ nguyện vọng khép lại câu chuyện để cố diễn viên được ra đi thanh thản, riêng vấn đề ai sẽ là người giám hộ bé La Vi, con gái Mai Phương, hiện tại phía bố ruột của bé là ca sĩ Phùng Ngọc Huy cho biết sẽ làm hết sức để đưa con gái sang Mỹ đoàn tụ. Hậu những drama với mẹ ruột Mai Phương, mọi ồn ào dường như đã không còn nữa. Vợ chồng MC Ốc Thanh Vân quay trở lại cuộc sống thường ngày của mình. Mới đây, trên trang cá nhân của MC Sống Khỏe Mỗi Ngày, đôi vợ chồng hạnh phúc đón sinh nhật con gái giữa mùa dịch Covid-19. Tuy nhiên, trong lời chúc mừng sinh nhật, nhiều khán giả nhận ra Ốc Thanh Vân đang ngầm nhắc đến bé La Vi. Thương con bao nhiêu, mẹ thương bạn ấy bấy nhiêu. Mình chia sẻ với bạn con nhé. Cô La soạn đồ chơi cho bạn rất nhiều, nhắc bạn suốt. Hiểu hết. Hôm nay, Linh Đan tròn 7 tuổi. Vì không được tụ tập nên tách ra. Hôm qua bên nội, hôm nay nhà mình. Năm nay không có tổ chức tiệc, chỉ có bữa cơm gia đình mừng con tuổi mới. Có bạn Bảo Thi đóng vai con ốc trong Lật Mặt 48 giờ nữa. Hai bạn hợp nhau, mấy ông con trai thì quậy quá đi. Sinh nhật người ta mà chọc người ta khóc hoài hà. Má Mi tự trang trí đúng ý con gái nè. Con mềm mại nữ tính vô cùng nên luôn thích được ôm ấp phủ về. Nhưng tính con cũng rất chủ động và kiên trì, nên đi đâu với La mẹ khỏe re hà. Thương con bao nhiêu, mẹ thương bạn bấy nhiêu. Mình chia sẻ với bạn con nhé. Cô La soạn đồ chơi cho bạn rất nhiều, nhắc bạn suốt, hiểu hết. Ba mẹ, anh và em yêu con, cả nhà yêu con, Ốc Thanh Vân chia sẻ. Phía dưới bình luận, Ốc Thanh Vân cho biết, con gái mình thường xuyên nhắc đến bé La Vi. Con gái hai diễn viên cũng rất thân thiết với nhau. Không chỉ là người bạn, đồng nghiệp trong showbiz, ngoài đời Ốc Thanh Vân và cố diễn viên Mai Phương còn là cặp chị em thân thiết.
Thời điểm Mai Phương bị bệnh cho đến những ngày cuối đời, Ốc Thanh Vân là người đứng ra kêu gọi cùng gia đình tổ chức tang lễ, cho đến việc tìm học bổng cho bé Lavi. Chính vì vậy, khi bạn thân qua đời, nữ MC rất lo lắng cho con gái của diễn viên, cùng nhiều nghệ sĩ lập từ thiện để bé Lavi có cuộc sống tốt đẹp hơn trong tương lai. Bương Chải kiếm sống mùa dịch, Lê Giang khoe gương mặt bị bỏng vì nấu nướng, quyết sau dịch sẽ đi thẩm mỹ. Diễn viên hài Lê Giang than thở vì gương mặt bị tan nát sau khi vùi đầu vào bếp núc. Kiếm tiền mùa dịch, cộng đồng mạng ai nấy đều lo lắng. Mùa dịch ế xô, kinh doanh đóng cửa, mới đây danh hài Lê Giang chuyển hẳn sang nấu đồ ăn, nước ép bán online. Hàng ngày vùi đầu vào bếp nấu nướng, nhưng có lẽ Lê Giang đang vô cùng hạnh phúc vì có việc làm, kiếm thêm thu nhập. Tuy nhiên, trên trang cá nhân của nữ diễn viên đăng tải hình ảnh gương mặt bị bỏng rợp do bơ dầu mỡ khiến cộng đồng mạng lo lắng. Sau mùa dịch này là mặt em tan nát, không hiểu sao em tính hết rồi. Qua dịch em đầu tư nghề mới nữa, chịu khó sẽ thành công, em sẽ làm thẩm mỹ viện nhé mọi người. Ai muốn trẻ đẹp gặp Lê Giang, ai muốn móng tay chân đẹp cũng gặp Lê Giang, ai muốn ăn uống, bổ dưỡng sạch sẽ nhà làm cũng gặp Lê Giang. Cảm ơn mọi người lúc nào cũng yêu thương ủng hộ Lê Giang, nữ danh hài viết. Dù gương mặt bị bỏng, nhưng Lê Giang vẫn vui vẻ vì có công việc làm thêm giữa mùa dịch. Mặc dù gương mặt bị bỏng rát như vậy, nhưng có lẽ Lê Giang vẫn rất quyết tâm để làm giàu mùa dịch. Được biết, nhờ việc bán online cộng thêm sự ủng hộ của người hâm mộ, nữ diễn viên cũng có thêm nhiều động lực. Không nề nà việc mặt mũi te tua, Lê Giang còn khẳng định hết dịch sẽ đi trùng tu lại nhan sắc. Lê Giang không ngừng ngại khẳng định sau dịch sẽ đi trùng tu lại nhan sắc. Trước lời than vãn của mẹ, diễn viên Lê Lộc không hề tỏ ra lo lắng, mà thay vào đó lại bình luận vô cùng hài hước: "Đừng hư silicon của mẹ con." Con gái Lê Giang viết khiến dân mạng bật cười. Lê Giang được biết đến là nghệ sĩ Việt không ngừng ngại việc giao kéo. Được biết Lê Giang vốn nổi tiếng là sau việc nghiện thẩm mỹ, đến nay cô đã trải qua hơn 20 lần trùng tu, từ nâng mũi làm mí môi nâng ngực. Chính vì vậy, con gái Lê Lộc không khỏi lo lắng cho dung nhan dễ bị hỏng của mẹ. Ở thời điểm hiện tại, không chỉ riêng Lê Giang mà rất nhiều nghệ sĩ Việt đang điêu đứng trước sự ảnh hưởng của dịch bệnh. Nhiều người cũng lựa chọn cách bán hàng online giống nữ danh hài để cầm trụ cho qua mùa dịch. Ngọc Lan vừa chúc có tình mới, Thanh Bình đã xưng vợ chồng ngọt sớt với gái lạ. Mới ly hôn, đuột vợ cũ mong có người mới để bầu bạn, Thanh Bình đã có động thái mới nhất khiến cộng đồng mạng xôn xao khi xưng vợ chồng với gái lạ. Mới đây, trên trang cá nhân của Thanh Bình đăng tải vài dòng tâm sự về chia sẻ cô đơn một mình trong căn phòng giữa lúc ở nhà tránh dịch. Bởi có lẽ theo nam diễn viên chia sẻ thì thời gian gần đây do bận nhiều công việc nên không có thời gian gặp và chăm sóc cậu quý tử lưu yêu. Mấy tháng nay dịch bệnh vì Bình còn phải làm dứt điểm một số việc nên không thể gặp lưu yêu. Mặc dù Bình nhớ con lắm, có thể trong mắt nhiều người Bình là người xấu, nhưng không sao, Bình hiểu và cảm thấy bản thân mình sống không sai với lương tâm của mình. Còn nếu Bình có sai với ai thì Bình cũng sẽ xin lỗi. Xin lỗi và cảm ơn là hai từ Bình hay nói nhất. Viết vu vơ vài dòng khi phải ở một mình trong một thời gian cũng khá dài. Và có thể sẽ còn rất dài nữa, ba nhớ rất nhớ và xin lỗi con, lưu yêu của ba, Thanh Bình viết. Vì vợ chồng đã ly hôn nên lưu yêu được bố mẹ thay phiên nhau chăm sóc. Đoạn tâm sự của nam diễn viên cho thấy rằng tình yêu thương tâm tư gửi đến cậu con trai. Nhiều người hâm mộ cho rằng hiện tại cậu quý tử đang được Ngọc Lan chăm sóc mà lại đang dịch bệnh nên Thanh Bình khó có thể gặp con. Dù đã đường ai nấy đi được một thời gian nhưng Ngọc Lan Thanh Bình vẫn quyết định làm bạn và cùng chia sẻ việc nuôi nấng lưu yêu. Đoạn hội thoại giữa Thanh Bình và cô gái lạ xưng vợ chồng ngọt sớt khiến cộng đồng mạng xôn xao. Ok ok giỏi nè, qua dịch lên xin cà và rau chứ không ăn thịt được không Bình Bình. Thanh Bình, cà thì chiều nay em mới cắt trụi lỗi rồi. Đợi đợt quả mới em ship qua cho chị à, không vợ chứ hi hi. Dạ dạ, cảm ơn ông chồng đảm đang. Bên cạnh đó, điều khiến cộng đồng mạng xôn xao đó chính là đoạn hội thoại dưới phần bình luận trong bài đăng của nam diễn viên. Cụ thể, Thanh Bình thản nhiên công khai xưng vợ chồng với người con gái lạ. Đây có lẽ là động thái mới nhất của nam diễn viên sau khi được vợ cũ Ngọc Lan khuyên nên có tình mới. Nhiều người đồn đoán rằng cô gái được anh gọi là vợ chính là bạn gái mới của nam diễn viên sau thời gian đã dứt tình với vợ cũ. Trước đây, Ngọc Lan gây tranh cãi khi chúc Thanh Bình sớm có vợ mới. Bên cạnh những ý kiến cho rằng Thanh Bình đã có tình mới, thì một số khác lại nói đây chỉ là bạn bè đùa vui nhau mà thôi. Tuy nhiên, tất cả chỉ là sự đồn đoán của người hâm mộ. Phía chồng cũ Ngọc Lan ngay lập tức đã ẩn bình luận này và chưa có động thái gì thêm. Dù đã đường ai nấy đi, nhưng người hâm mộ vẫn mong Ngọc Lan Thanh Bình có thể nói lại tình xưa. Vốn được biết đến là cặp đôi được nhiều người mến mộ, vì vậy việc Thanh Bình Ngọc Lan đường ai nấy đi vẫn luôn khiến fan hối tiếc và mong ngóng cả hai sẽ gương vỡ lại lành.